Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây tiếp theo mình làm clip chính sách ngu dân và chi để trị ảnh hưởng mạnh mẽ đến các văn phẩm lịch sử của tín đồ Gia Tô Ngoan Đạo. Chủ đề khá là dài vì đây là một cái tiêu đề để nói lên trong cái quá trình cai trị ngu dân của bọn Gia Tô. Thì để cho hiểu được hết, chúng ta tìm hiểu như sau. Trong chương trình giáo dục được áp dụng trong toàn cõi Việt Nam từ năm 1862 cho đến năm 1954 và ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975, môn lịch sử thế giới hầu như không hiện hữu. Riêng về môn sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại, những người soạn thảo chương trình đều được lệnh phải biên soạn theo đúng đường lối mà giáo hội đã vạch ra. Để làm thế nào trong chương trình học phải không có một bài học lịch sử nào để lộ ra những hành động can thiệp thô bạo của giáo hội La Mã vào chính sự Việt Nam trong suốt thời kỳ từ giữa thập niên 1780 cho đến tháng 4 năm 1975. Tình trạng này khiến cho những lớp người sinh ra và lớn lên trong thời Liên minh Pháp Vatican thống trị Việt năm 1885 đến năm 1945 và những người sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975, cũng như những người theo học các trường đạo hầu như không biết gì về lịch sử thế giới và hiểu biết rất sai lạc về lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. Đặc biệt hơn nữa là họ càng không hiểu biết gì về những rặn núi tội ác mà giáo hội La Mã đã chống lại nhân loại trong gần 2.000 năm qua và chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam từ giữa thập niên 1780 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Riêng về tín đồ Gia Tô, tình trạng ngày càng tệ hơn nữa. Họ càng cuồng tín hay càng tin tưởng vào tòa thánh Vatican thì họ càng không biết sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật, càng không thể biết gì về lịch sử thế giới và càng không biết gì về lịch sử Việt Nam. Trong bài viết Những đứa con hoang đã đưa lên sách hiếm.net tháng 11 năm 2007, người viết đã gọi những người không biết gì về lịch sử như vậy là những đứa con hoang trong cộng đồng dân tộc và cũng là những đứa con hoang trong cộng đồng nhân loại. Một những đặc tính của tín đồ Gia Tô. Có một điểm hết sức nực cười là có một số tín điều Gia Tô cuồng tín ngoan đạo, người Việt không biết rõ bản thân họ là những đứa con hoang trong cộng đồng dân tộc và trong cộng đồng nhân loại dốt đặc về lịch sử, nhưng lại thường hay bàn luận về những vấn đề liên quan đến lịch sử. Khôi hài hơn nữa, trong các cộng đồng Gia Tô người Việt ở trong nước ngày trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ở hải ngoại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có một số người không có một chút căn bản nào về sử học là lại hàm hố học đòi biên soạn sách sử để làm dáng và khoe khoang, làm ra vẻ ta đây cũng là loại người thông kim bát cổ. Tình trạng này chẳng khác nào những đứa con hoang trong xã hội viết giả gia phả về dòng họ của chúng. Rõ ràng là những kẻ dốt thường hay nói chữ, thật là tội nghiệp cho họ. Theo sự tìm hiểu của người viết, họ là những người có những đặc tính: một, không biết sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật. Tình trạng này đã khiến cho họ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối diện với những sự kiện lịch sử do các nhà viết sử chân chính nêu lên. Ở vào trường hợp này, đáng lý ra họ phải vào trong các thư viện tìm đọc các tài liệu lịch sử để kiểm chứng xem những sự kiện đó đúng hay không đúng, sau đó mới có phản ứng. Nhưng họ đã không làm như vậy. Dựa vào một chút hiểu biết về sai lạc về lịch sử mà họ đã tiếp nhận được các trường học thi hành chính sách ngu dân do giáo hội La Mã chủ trương và đạo diễn, và mớ kiến thức mấy ông giáo sĩ Gia Tô mớm cho họ. Họ khăng khăng cãi bừa, cãi cối, cãi chày rồi chuyển sang đề tài khác, mà thường thường là họ quay ra chửi bới các chế độ cộng sản hay chính quyền Việt Nam hiện nay, hoặc là gièm pha và chửi bới các tác giả có văn phẩm đề cập đến những rặn núi tội ác của giáo hội La Mã hay những rặn núi tội ác phản quốc của tín đồ Gia Tô người Việt trong thời cận và hiện đại. Những trường hợp thông thường nhất là họ quay ra gièm pha, sỉ vả, chửi bới và chụp mũ đối phương là cộng sản, cộng sản nằm vùng, hay tuyên truyền cho cộng sản, đặc biệt là khi phải đối đầu hay tranh biện về những đề tài như:
những tín lý Kitô là những chuyện hoang đường, láo khoét, nặng tính, cách mê hoặc hoặc lừa gạt người đời. B. Những người phán như Chúa sẽ trừng phạt, sẽ bị Chúa đẩy xuống hỏa ngục. Kẻ nào không tin Giêsu là Chúa cứu thế thì sẽ bị đọa xuống hỏa ngục, vân vân. Bị cho là những lời láo khoét được bịa ra để hù dọa và khủng bố tinh thần những người yếu bóng vía, ít học, nhẹ dạ cả tin, vân vân. C. Những lời dạy của giáo hội nặng tính cách bịp bợm, chẳng hạn như giáo hội La Mã là hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền, là hiền thế của Thiên Chúa làm người. Ngoài giáo hội không có cứu rỗi, ngoài giáo hoàng không có lầm lẫn, kẻ nào tin ông Giêsu là Chúa cứu thế thì sẽ được lên thiên đàng, vân vân. D. Những việc làm tội ác của giáo hội La Mã trong gần 2.000 năm qua. Và E. Những tội ác phản dân tộc và phản quốc của tín đồ các Gia Tô người Việt từ giữa thập niên 1780 cho đến ngày nay. Gặp những trường hợp như vậy, hoặc là họ đổ lỗi cho người khác, như trường hợp nhà văn Gia Tô Nguyễn Ngọc Ngạn giải thích lương lẹo về câu hỏi do nhân vật thằng anh đặt ra là vấn đề đạo công giáo mang thực dân pháp chiếm nước ta. Ở nơi trang 355 cuốn Sớm Đạo, hoặc là họ tìm cách lảng tránh và chuyển sang đề mục khác. F. Khi phải đối diện với những tác phẩm trình bày rõ ràng về những vấn đề nêu trên trong các mục A, B, C, D và E trên đây, vì không biết phải phản bác như thế nào, họ quay ra dùng những ngôn từ hạ cấp của phường bá cá lăng dưa để dèm pha và sỉ vả những tác giả của các tác phẩm này. Ở vào trường hợp này, họ thường dùng thủ đoạn bới móc đời tư và thêm thắt những gì xấu xa để miệt thị và chửi bới các tác giả của các tác phẩm này. Đây là chủ thủ đoạn của ông Gia Tô Nguyễn Văn Chức khi viết cuốn Việt Nam Chính Sử và các tác giả viết những bài viết đăng ở trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong và các tờ báo lá cải khác ở hải ngoại, nhằm mục đích duy nhất là chửi bới và hạ nhục cụ Đỗ Mậu, tác giả cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, California, tái xuất bản năm 1986. Chính người viết cũng đã từng trở thành nạn nhân của họ vì đã biên soạn bài viết tướng Nguyễn Chánh Thi với cuộc chiến binh năm 11, ngày 11 tháng 11 năm 1960, in trong cuốn Nhìn Lại Biến Cố ngày 11 tháng 11 năm 1960, Houghton, Texas, Văn Hóa, sản xuất năm 1997, và đã phát hành Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư năm 1954, năm 1963, Tacoma, qua tái xuất bản năm 1998, A For Man, For My Children, Bài Thơ Cho Con, Houghton, Texas, Văn Hóa, sản xuất năm 1999, Thực Chất Của Giáo Hội La Mã, Tacoma, qua tái xuất bản năm 1999, và Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa, Foundation, Houghton, Texas, Đa Nguyên, 2004. 2. Không trực tiếp đọc hết Cựu Ước và Tân Ước mà chỉ nghe lời các ông truyền giáo hay các ông linh mục nói rằng Thánh Kinh là cuốn sách chứa đựng những tinh hoa của nhân loại. Vì thế mới có tình trạng A. Ông cụ luật sư Nguyễn Văn Chức tuyên bố và viết ra thành giấy trắng mực đen rằng riêng về phần Thiên Chúa Giáo, quyển Thánh Kinh là cẩm nang trong sứ mạng phục con người và đạo lý tại Việt Nam. B. Ông Nguyễn Anh Tuấn hộm hỉnh bốc thơm Thánh Kinh bằng hơn cả lời tân bốc Thánh Kinh của ông Gia Tô Nguyễn Văn Chức. Chúng ta hãy đọc những lời ông Nguyễn Anh Tuấn viết. Từ một thế kỷ nay, những người được coi hay tự nhận là trí thức hay sĩ phu đã chóa mắt vì văn minh khoa học vật chất của Tây Phương, nên chẳng còn ai tin vào đạo lý và soi kinh thấu sự nữa. Họ háo hức hăm hở cuồng nhiệt quay ra Tây Phương để tìm kiếm học hỏi. Nhưng các tác giả tự trị do dân chủ cao quý và những giá trị sâu thẳm của toàn bộ văn minh tinh thần là Cựu Ước và Tân Ước hay cuộc cải cách tôn giáo của khối Cơ Đốc giáo thì không có ai để mắt tới. Những lời viết trên đây chứng tỏ ông Gia Tô Nguyễn Văn Tuấn đã không đọc hết Thánh Kinh, hay đã học đọc nhưng không hiểu gì hết, cho nên mới có tình trạng ăn ốc nói mò như vậy. Xin ông Nguyễn Anh Tuấn hãy trưng dẫn những đoạn văn nào trong Kinh Thánh nói về các giá trị tự do dân chủ cao quý và giá trị sâu thẳm của toàn bộ văn minh tinh thần là Cựu Ước và Tân Ước, hay cuộc cải cách tôn giáo của khối Cơ Đốc giáo. Phải chăng
các giá trị tự do, dân chủ, cao quý và những giá trị sâu thẳm của toàn bộ văn minh tinh thần là Cựu Ước và Tân Ước mà ông Nguyễn Anh Tuấn được đề cao như trên, là những gì được ghi rõ ràng trong Cựu Ước nơi các sách Leviticus 26 2.1 đến câu 22, trong sách Dân Số 31 đến 2.1 đến câu 54, Sáng Thế Ký 19 2.30 đến câu 38. Và trong Tân Ước, đặc biệt là những lời dạy của ông Giê-xu trong sách Mát-thiêu 12:34 đến câu 37 với nguyên văn như sau. 34. Một nguyên nhân chia rẽ. Chớ chẳng tưởng rằng ta đến đây để đem sự bình an đến cho thế gian. Ta đến đây không phải đem sự bình an mà đem gươm giáo. Ta đến đây để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng. 36. Và sẽ có kẻ thù nghịch là chính những người trong nhà mình. 37. Điều kiện là môn đệ, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Trong cộng đồng Gia Tôn người Việt không phải chỉ có hai ông Nguyễn Văn Chức và Nguyễn Anh Tuấn ăn ốc nói mò, bốc thơm thánh kinh bậy bạ như vậy, mà còn rất nhiều người khác cũng như vậy, hay còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. 3. Không biết gì toàn bộ lịch sử thế giới, tức là không biết gì về trào lưu tiến hóa của nhân loại từ cái thuở hồng hoang. Thời đó con người còn sống trong tình trạng hái lượm ở trong hang hốc, trong hốc, chưa biết sử dụng lửa để nấu chính thức miếng ăn, chưa biết chế ra vải để may quần áo che thân, rồi trải qua không biết bao nhiêu gian khổ. Tiền nhân ta đã phải chống lại tình trạng ngu dốt bằng những cố gắng liên tục nặng óc suy nghĩ, tìm tòi, điều nghiên những hiện tượng thiên nhiên, rồi dựa vào những hiện tượng này phát minh ra những phương cách và dụng cụ để cải tiến cuộc sống hàng ngày, chống lại những khó khăn do thiên nhiên gây ra, chống lại với những thế lực phong kiến phản động muốn kìm hãm con người trong tình trạng ngu dốt để dễ bề lừa gạt và bóc lột người đời. Mà điển hình là giáo hội La Mã, nhờ những quá trình tranh đấu gian khổ và trường kỳ trong nhiều ngàn năm, rồi người mới tiến đến trình độ văn hóa và văn minh vượt bậc như thời đại tin học của ngày nay. Vì tín đồ Gia Tô không được học toàn bộ lịch sử thế giới cho nên không biết gì về những sự kiện này. Nhân bất học bất tri lý. Vì không được học sử cho nên họ không biết tại sao các nhà viết sử lại gọi thời Trung Cổ ở Âu Châu là thời kỳ hắc ám. B. Tại sao từ đầu thế kỷ 14 nhân dân Âu Châu vùng lên thành những phong trào tranh đấu chống lại giáo hội La Mã và sách sử gọi là thời kỳ phục hưng và cải cách tôn giáo. C. Tại sao nguyên nhân nào đã đưa đến việc nảy sinh trong phong trào tin lành của linh mục Martin Luther 1483-1546 và của nhà thần học John Calvin năm 1504-1564? D. Động lực nào đã phát sinh phong trào lý trí 1687-1789 và phong trào cách mạng dân chủ? E. Động lực hay nguyên nhân nào đã khiến cho cách mạng Pháp năm 1789 bùng nổ? F. Tại sao chính quyền cách mạng Pháp năm 1789 đã có những biện pháp mạnh như tịch thu toàn bộ hết bất động sản ruộng đất của giáo hội La Mã, tước bỏ hết mọi đặc quyền, đặc lợi mà trước đó các chế độ đạo Việt Gia Tôn đã dành cho giáo hội, ban hành bản hiến chương dân sự cho giới tu sĩ Gia Tôn, trong đó có điều khoản đòi hỏi giới người này phải tuyên thệ trung thành với hiến pháp chứ không phải trung thành với tòa thánh Vatican hay giáo hoàng, và nghiêm trị những tu sĩ và tín đồ Gia Tô chống lại chính quyền cách mạng. Sẽ nói rõ vấn đề này trong mục 26 phần thứ 7 trong bộ sách Lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Không biết những biến cố trọng đại trên đây, họ quả thật là đã trở thành những đứa con hoang trong cộng đồng nhân loại. 4. Có vẻ như rất thông suốt cổ sử nước Do Thái nhưng lại không thông suốt sử Việt Nam. Thực ra dù họ có bằng cấp đại học về môn lịch sử, họ chỉ được học những bài lịch sử do bọn nô gia biên soạn theo chỉ thị của giáo hội La Mã. Những gì mà nhà văn Gia Tô Nguyễn Ngọc Ngạn tuyên bố bài bà trong băng nhạc Paris by Night 81 và trong cuốn Xóm Đạo Đông Kinh Nhật Bản Băng Văn năm 2003, và những gì mà ông trí thức Gia Tôn Nguyễn Gia Kiển viết bậy bạ trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn
Tái xuất bản năm 2003, đặc biệt là nơi trang 187, đều là do các nhà truyền giáo hay giáo hội La Mã đã dạy dỗ họ cả. Sự kiện này chứng tỏ rằng họ quả thực là những đứa con hoang trong cộng đồng dân tộc. 5. Di chứng đối với tất cả những sách sử và tài liệu lịch sử nói về Âu Châu trong thời Trung Cổ, nói về đời sống hoang đàn, loạn dâm, loạn luân, dâm loạn, đỉ điếm và những hành động bạo ngược của giáo hoàng, cũng như các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican và của giới tu sĩ gia tôn tại các giáo khu và họ đạo rải rác khắp nơi trên thế giới. 6. Không biết gì những việc làm tội ác của giáo hội La Mã chống lại nhân loại cao nhất tất ngất và trùng trùng như hàng chục rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Chính vì những rặng núi tội ác này mà trong khoảng 10 năm cuối của cuộc đời, khi đi đến bất kỳ quốc gia nạn nhân nào của giáo hội, giáo hoàng John Paul đệ nhị cũng xin lỗi lia lịa, tính ra tất cả có tới dưới 100 lần. Rồi cũng vì những rặng núi tội ác này mà ngài đã phải cho tổ chức một buổi lễ vô cùng long trọng ở quảng trường Phaero tại kinh thành Roma vào buổi sáng ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2000 để chính ngài và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican chính thức đứng ra cáo thú tội ác cùng với Chúa trước sự chứng kiến của hàng trăm triệu khán thính giả ở ngay tại chỗ và qua các kênh truyền hình khắp nơi trên thế giới. 7. Có bản chất hân hoan khoác lác, ưa thích lòe thiên hạ, làm ra vẻ ta đây là tri thức thuộc loài thông kim bát cổ, văn tức là người. Bản chất này được phơi bày ra một cách hết sức trơ trẽn, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Ở trong những lời nói khi họ nói chuyện với mọi người hay trong những ấn phẩm của họ, chuyện ông Nguyễn Văn Chức khoe khoang ăn hết 5 kg yến rồi uống cuốn gói trốn khỏi Việt Nam vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, chuyện ăn Cao Thế Dung tự xưng là bằng tiến sĩ, chuyện mấy ông gia tô ở sách hồ tự xưng là thi sĩ, là giáo sư khi nói chuyện với những người mới gặp lần đầu và khi viết những chuyện lăng nhăng đăng trên mấy tờ báo lá cải. Đọc những bản văn ấy, ấn phẩm của ông gia tô tiến sĩ tự phong là Cao Thế Dung hay các ông gia tô khác như Nguyễn Trần, Nguyễn Anh Tuấn trong bài viết đề nghị gửi tầng lớp sĩ phu, trí thức và chuyên gia thuộc thế hệ trẻ trong và ngoài nước và độc giả hãy được phổ biến trên diễn đàn tiếng nói giáo dân.net tháng 10 năm 2007, vân vân. Chúng ta có thể nhận ra cái đặc tính hòm hỉnh, huynh hoang khoác lác, xấu xa này. Ngoài các ông gia tô dốt lịch sử trên đây, còn có nhiều ông gia tô khác đã được chúng tôi nêu lên và trình bày khá rõ ràng trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Toàn Thư năm 1954, năm 1963 tại Houghton, Texas, văn hóa năm 2000. Và trong bộ sách Thực chất của giáo hội La Mã, Tacoma, Washington năm 1999. Riêng ông cựu luật sư Nguyễn Văn Chức cũng có những giọng điệu khoa trương, lòe đời với những văn rỗng tuếch qua cung cách sử dụng sách lược cáo đòi lốp hùng. Trong cuốn Việt Nam Chính Sử mà chúng tôi đã trình bày ở nơi chương 16 trong cuốn Thực chất của giáo hội La Mã, quyển 2 và Tâm Lá Thư đề ngày 1 tháng 11 năm 1995 gửi ông cựu Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara mà chúng tôi đăng lại nguyên văn và phân tích nơi chương 22 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư năm 1954 năm 1963. 8. Mang cố tật ưa thích tố cáo láo, tố cáo suông, vu khống, bới móc đời tư và thêm thắt đủ điều xấu xa để hạ giá và làm nhục tất cả các tác giả có ấn phẩm nói lên những sự thật về những chủ trương chính sách và những việc làm tội ác của giáo hội La Mã trong gần 2000 năm qua và của các chế độ đạo phiệt gia tô tay sai của tòa thánh Vatican. 9. Mang căn bệnh cuồng tín rất sợ Chúa nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Chúa và tuyệt đối tin tưởng vào những lời cầu xin để được Chúa ban phước lành. Sự kiện này được nhà văn gia tô Nguyễn Ngọc Ngạn ghi lại với nguyên văn như sau: từ thuở xưa có trí khôn, cũng giống như bao nhiêu người công giáo khác, anh đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí thượng tôn tín ngưỡng bằng những giáo điều bất di bất dịch. Theo thời gian ngấm dần vào trí óc anh, khiến anh làm cái gì cũng sợ tội, sợ Chúa trừng phạt. Toàn trại này dường như ai cũng sùng đạo như nhau, và sự sùng đạo ấy được thể hiện qua việc cầu nguyện và đi lễ. Buổi sáng 5 giờ chuông đổ lần thứ nhất,
họ đã lục đục đánh thức cả nhà cùng dậy. Việc đầu tiên khi họ bước chân xuống đất là phải làm dấu thánh giá và đọc vài kinh nhật tụng, sau đó đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi lễ. Trên đường đến nhà thờ, họ không bỏ phí thì giờ lấy tràng hạt ra lần chuỗi, vừa cầu xin vào nhà thờ đọc kinh chung cả tiếng đồng hồ, rồi mời tham gia dự thánh lễ mà dường như còn chưa thấy đủ. Họ còn quỳ nán lại đọc kinh thêm cho đến lúc tới giờ đi làm. Buổi trưa đúng giờ ngọ, chủ nhà thờ cất lên nhắc họ dù đang làm gì, dù đang ở đâu cũng phải tạm ngưng tay để làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Tối về cơm nước xong lại vội vã đến nhà thờ, và khoảng 9 giờ tối trước khi đi ngủ, mọi gia đình đều tụ tập trước bàn thờ để đọc thêm một loạt kinh nữa trước khi lên giường. Nói chung một ngày không biết bao nhiêu lần nhớ đến Chúa, ăn củ khoai cũng làm dấu thánh giá, nửa đêm mất ngủ cũng ngồi lên lần tràng hạt, vui cũng cảm ơn Chúa mà buồn cũng cảm ơn, coi là thánh giá Chúa trao cho mình gánh vác. Niềm tin mãnh liệt như thế cho nên chẳng lạ gì, vân vân và vân vân. 10. Chỉ công nhận quyền lực của Tòa Thánh Vatican và các chính quyền đạo Việt Tây Sai của Giáo hội La Mã hay các chính quyền liên minh với Vatican, thí dụ như chính quyền liên minh Pháp Vatican trong những năm 1858 năm 1954, và các chính quyền miền Nam Việt Nam làm tay sai cho liên minh Mỹ Vatican trong những năm 1954 năm 1975. Đây là một trong những phương cách của Vatican để rèn luyện và uốn nắn tín đồ thành những người sống theo tinh thần thà mất nước chứ không thà mất Chúa, và sống theo cái ý niệm về trật tự trên dưới, nhất Chúa nhì Cha thứ ba Ngô Tổng thống. 11. Mang căn bệnh đội trên đạp dưới, càng cửa ganh ghét đố kỵ tị hiềm với những người đồng đẳng, nhưng lại vô cùng sợ Tòa Thánh La Mã, đến nỗi có những linh mục nói rằng Tòa Thánh đánh rắm cũng khen thơm. Sự kiện này đã được ông giáo tôn Nguyễn Văn Trung ghi nhận với nguyên văn như sau. Điểm lại tình hình của Giáo hội Việt Nam, có những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thực vậy, chuyện giáo dân bị coi như cỏ rác thường ngày ở huyện. Chuyện đau lòng hơn cả là chuyện các ngài chủ trăng chơi nhau thay vì chơi với nhau ngày càng phơi trần ra. Sự sao đọa trong giáo hội càng ngày càng tăng thêm, vân vân. Người dân chỉ có quyền vâng lời, đóng góp và hầu hạ các đấng, các bậc trong hội thánh. Ai vâng lời dưới 100% thì có thể bị coi là rối đạo và bị loại trừ dưới mọi hình thức. Nhất là không vâng lời về chuyện chính trị và tiền bạc thì xem như là lúa đời. Phạm tội cực trọng đáng sa hỏa ngục đời đời cũng chẳng cùng amen. Thật ra chính trị và tiền bạc đã và đang làm nguyên nhân chính gây nên sự mất bình an, sa đọa và làm hoang ố hình ảnh tươi đẹp của Giáo hội Việt Nam. Thượng bất chính tạ tắc hạ tắc loạn. Ai có dịp gần gũi các giám mục Việt Nam đều có chung nhận xét rằng về cá nhân, các ngài có vẻ đạo mạo, cởi mở, dễ mến, trừ một ít vị tỏ ra cao ngạo, khép kín, quan liêu, nhưng trong lề lối làm việc của các giám mục thường rất độc tài, độc đoán. Trong đối xử thường tỏ ra kỳ thị, ban phát ân huệ, coi thường, bề dưới, ganh tị và càn cửa với đồng liêu để lập công với Tòa Thánh. Những điểm nổi bật nhất là tiền hậu bất nhất, việc làm không đi đôi với lời trao giảng. Trong ngoại khinh trậm nọ, ngoại khinh nội, tham phú phụ bằng, vô cùng sợ hãi Tòa Thánh đến nỗi Tòa Thánh Vatican. Đến nỗi có những linh mục nói rằng Tòa Thánh đánh rắm cũng khen thơm. Bề lớn, những điều dị ứng khiến cho tín đồ gia tôn ngoan đạo không thể làm được công việc viết sử, vì mang nặng những đặc tính không biết gì về lịch sử thế giới, đặc biệt là thời Trung Cổ, hiểu biết sai lạc về lịch sử Việt Nam trong thời cần phải hiện đại, dị ứng với tất cả các tài liệu nói trên sự thật về những việc là tội ác của Giáo hội La Mã và của những chế độ đạo Việt Tây Sai của Vatican, nặng tính thiên vị Kitô giáo và khinh rẻ những thành phần thuộc các tôn giáo khác, tà giáo là sai quấy, tín đồ Kitô là đúng, chỉ tuân phục quyền lực của Tòa Thánh Vatican, vân vân. Cho nên tín đồ gia tôn ngoan đạo việc trở thành hạng người không có khả năng và quá nhiều dị ứng như: một, không biết rằng viết sử là phải ghi lại những biến cố lịch sử đúng như xảy ra trong quá khứ,
và phải nói rõ những quá trình hoạt động của các tác nhân lịch sử. Hoặc là họ đã từng liều thân hy sinh chiến đấu cho quyền lợi tối thượng cho dân tộc, hay đã làm được những việc làm ích quốc lợi dân đáng được ghi vào sách sử. Đây là trường hợp của những vị anh hùng dân tộc đã hy sinh trong đời cho đại cuộc đánh đuổi liên quân xâm lược Pháp Vatican để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, và đại cuộc đánh tan liên minh xâm lược Mỹ Vatican để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử thống nhất đất nước B. Hoặc là họ đã từng hoạt động tiếp tay cho một hay nhiều thế lực ngoại thù chống lại dân tộc và tổ quốc để thỏa mãn tham vọng cá nhân, gia đình, phe đảng hay tôn giáo riêng của họ. Đây là trường hợp của nhóm thiểu số tín đồ Gia Tôn, của bọn phong kiến phản động và của bọn lưu manh xu thời đón gió đã đi theo các thế lực ngoại xâm Pháp, Vatican và Mỹ chống lại dân tộc và tổ chức trong suốt chiều dài lịch sử giữa thập niên 1780 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 1975. Tín đồ Gia Tôn ngoan đạo, cuồng tín, không thể hay không có khả năng làm những điều trên đây vì rằng truyền thống Gia Tôn là của họ, tốt khoe ra, xấu che đậy lại, và phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ. Sự kiện này đã được nhà văn Gia Tôn Nguyễn Ngọc Ngàn đã nói rõ cho chúng ta biết trong tác phẩm Xóm Đạo của ông. 2. Không có khả năng phân biệt phải, trái và điều nào thuận lý, điều nào nghịch lý, vì họ A. Có niềm tin mù quáng vào những chuyện cực kỳ huyễn hoặc, hết sức hoang đường trong hệ thống tín lý Kitô. B. Chỉ biết phải triệt để sống theo cái ý niệm về trật tự trên dưới, nhất chúa nhị cha, thứ ba Ngô Tổng thống. Khẩu hiệu quái đản trên đây bắt nguồn từ chủ trương thần quyền chỉ đạo thế quyền của Tòa Thánh Vatican. Chủ trương này phải được hiểu rộng là: nhất, Tòa Thánh Vatican là Giáo hội La Mã; thứ nhì là các ông giáo sĩ; thứ ba là chính quyền do Vatican đưa lên làm tay sai cho Giáo hội La Mã. C. Tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican, bất kể là tư cách và hành động của Tòa Thánh có đáng cho họ phải trung thành hay không. C. D. Triệt để tuân thành những lệnh truyền của các đấng bề trên trong hệ thống quyền lực của Giáo hội La Mã, bất kể là những lệnh truyền này đúng hay là sai. Cũng vì tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican và triệt để tuân hành những lệnh truyền của các đấng bề trên trong Giáo hội La Mã, mà trong thời là cách mạng Pháp năm 1789, tín đồ Gia Tôn ngoan đạo người Pháp đã nghe lời các đấng bề trên của họ, nổi loạn tiếp tay cho liên minh Thánh, Phổ, Áo, Anh chống lại dân tộc và tổ quốc Pháp. Và trong suốt chiều dài lịch sử từ thập niên 1880 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tín đồ Gia Tôn người Việt đã cam tâm mối mặt làm tay sai cho liên minh Thánh Pháp Vatican và liên minh Thánh Pháp Mỹ Vatican chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Cho đến ngày nay, ở hải ngoại cũng như ở trong nước, tín đồ Gia Tôn cuồng tín người Việt vẫn còn triệt để tuân hành luyện trời lệnh truyền của các đấng bề trên của họ để chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam. 3. Không có khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa ý kiến và sự kiện, giữa nguyên nhân và hậu quả. 4. Không được học toàn bộ lịch sử thế giới nên hiểu biết lịch sử Việt Nam một cách sai lạc. 5. Không có đủ kiến thức tổng quát vì họ cho quá cuồng tín, thành khẩn tin rằng con người khởi thủy được nặng ra bằng đất sét theo hình ảnh của Thiên Chúa và sống theo sự an bài của Thiên Chúa, tức là sự an bài của Tòa Thánh Vatican. Vì vậy họ không hiểu biết gì về những bước tiến của nhân loại từ thuở hồng hoang cho đến thời tin học như ngày nay. Như đã nói ở trên, họ không biết rằng loài người đã phải trải qua không biết bao nhiêu là trong gai gian khổ, chống lại những sự khó khăn thiên nhiên, chống lại sự ngu dốt, chống lại những thế lực chuyên chế phong kiến phản động có chủ trương dùng bạo lực và thi hành chính sách ngu dân để kiềm hãm loài người trong ngục tù dốt nát, để dễ bề mê hoặc và lừa bịp người đương thời bằng những chuyện huyễn hoặc, hoang đường, láo khoét để thủ lợi. Điển hình cho thế lực chuyên chế phong kiến phản động này là Giáo hội La Mã. 6. Không có khả năng sử dụng lý trí để phân tích tài liệu lịch sử đáng tin cậy và loại bỏ những gian thư ngụy tạo, để rồi chỉ căn cứ vào những tài liệu khả tín mà tham khảo. 7.
không có thái độ vô tư tinh thần công bằng khi đưa ra những nhận xét về những việc làm hay nhân vật trong lịch sử. Họ luôn luôn có đầu óc thiên lệch với định kiến là tà giáo, các thành phần thuộc các tôn giáo khác hay sai quấy, tín đồ Kitô là phải. 8. Không có can đảm để nói lên những sự thật về những việc làm tội ác của giáo hội La Mã trong gần 2000 năm qua, cũng như những trận núi tội ác của giới tu sĩ và tín đồ Gia Tô người Việt đã cấu kết với Liên minh Pháp Vatican và Liên minh Bỉ Vatican, chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam từ giữa thập niên 1780 cho đến ngày nay. 9. Bệnh dị ứng đối với 1. Quốc sử Việt Nam, đặc biệt là trong thời cận và hiện đại. B. Những tài liệu về sách sử nói về những việc tội ác của giáo hội La Mã gần 2000 năm qua. C. Những tài liệu nói về những tội ác của giới tu sĩ và tín đồ Gia Tô người Việt Nam đã liên tục gục mặt cúi đầu làm tay sai cho Liên minh Pháp Vatican và Liên minh Mỹ Vatican, chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ thập niên 1780 cho đến ngày nay. D. Những tài liệu và sách sử nói về đời sống phóng đảng, dâm loạn, loạn luân, gian dâm, thông dâm với nữ tín đồ, sờ mỏ và hiếp dâm các trẻ em trước lễ của các giáo hoàng, của các vị chức sắc cao cấp trong thời giáo triều Vatican, của giới tu sĩ Gia Tô ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tình trạng này đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử từ thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay. Tình trạng này cũng vẫn chưa chấm dứt. E. Những tài liệu nói về những cuộc thanh toán tàn sát lẫn nhau để giành giật ngôi vị giáo hoàng và chiếm ưu thế quyền lực của trong giáo triều Vatican từ thế kỷ thứ tư cho đến cách mạng tháng 8, cách mạng Pháp năm 1780, bùng nổ và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay dưới một hình thức tinh vi hơn, siêu việt hơn. Tội ác của giáo hội La Mã nêu lên trong tiểu mục 15 và trong tiểu mục 16 trên đây đã được trình bày một phần nào ở trong chương 1 ở trên và sẽ được trình bày đầy đủ ở trong mục 5 và mục 7 phần 2 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. F. Tội ác của các ông Gia Tô lãnh đạo chính quyền miền Nam trong những năm 1954, năm 1975 không dám nói đến, cũng như bản chất đánh thuê của quân đội miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975. G. Những tư tưởng tiến bộ của các đại tư tưởng gia trên thế giới và những phát minh khoa học nếu không được giáo hội La Mã cho phép. Sự kiện này được Linh Mục Trần Tâm Tĩnh ghi nhận như sau: hệ thống ốc đạo đó tách biệt và cô lập phần lớn giáo dân khỏi liên hệ với đồng bào, thúc đẩy họ từ khước, tẩy chay bất cứ điều gì không được giáo hội chính thức phê chuẩn. Chẳng hạn sách truyện Kiều, một kiệt tác văn thơ cổ điển Việt Nam, hoặc các tài liệu đều bị cho là ngược với đạo. Các sách của Voltaire, Montesquieu, khỏi nói với các Marx, vừa bị nhà nước thuộc địa cấm, vừa bị giáo luật khai trừ. H. Thuyết tiến hóa của nhà bác học Robert Darwin năm 1809-1882. Vì ở vào tình trạng bất khả và mang những căn bệnh dị ứng như trên đây, họ không có đủ khả năng và điều trị để biên soạn một tác phẩm về lịch sử. Độc giả có thể kiểm chứng lời khẳng định này bằng cách tìm đọc bất kỳ ấn phẩm nào của họ, thí dụ như các cuốn sách, cuốn lịch sử giáo hội công giáo của Linh Mục Bùi Đức Sinh, Việt Nam tôn giáo chính trị quan của Linh Mục Vũ Đình Hoạt, Việt Nam chính sự của ông Gia Tô Nguyễn Văn Chức, Tổ quốc ăn năn của ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển, tất cả các tác phẩm của ông Gia Tô Lữ Giang, tất cả những tác phẩm của ông Gia Tô Cao Thế Dung và bất kỳ những ấn phẩm nào khác của bất kỳ ông Gia Tô cùng tín ngoan đạo, người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước. Đọc xong rồi quý vị sẽ thấy rõ sự thật thê thảm này về trình độ hiểu biết về lịch sử cũng như về kiến thức tổng quát của họ. Do đó, họ chỉ có thể trở thành bọn sử nô và chỉ có thể sản xuất ra những mớ tài liệu tuyên truyền để tôn vinh giáo hội La Mã và các chế độ đạo Việt Gia Tô Tây Sa của Vatican. C. Một vài mảnh mung của bọn văn nô gia đánh bóng giáo hội La Mã và bọn Gia Tô phản quốc làm tay sai cho Vatican. Dĩ nhiên là khi biên soạn những ấn phẩm có liên hệ đến giáo hội La Mã hay các chế độ đạo Việt Gia Tô, họ phải cố gắng bị đặt ra những điều tốt đẹp, tưởng tượng hoặc là moi móc tìm ra cho được điều gì
tả gì có thể cho là tốt đẹp việc họ tô son điểm phấn và tôn vinh giáo hội La Mã. Hay các chế độ đạo Việt gia tô tại các địa phương, đồng thời họ còn có nhiệm vụ phải che giấu hay bưng bít tất cả những việc làm xấu xa, dã man và tàn ác của giáo hội, cũng như những bọn tay sai bản địa. Đây là sách lược của giáo hội La Mã. Về việc biên soạn sách sử tại các quốc gia địa phương có quyền lực của giáo hội vương tới, sách lược này đã được các nhà truyền giáo tiên phong thực thi trước để làm gương cho tín đồ. Chính vì tình trạng này mà các nhà viết sự mới cho ra bằng những gì mà các nhà truyền giáo nói hay kể lại đều là chuyện hoang đường. Đây là sự thật về thực sự. Sự thật này được các linh mục biết rõ ràng hơn ai hết. Thỉnh thoảng có lẽ vì vô tình họ thốt ra sự thật này cho chúng ta biết, như trường hợp linh mục Phan Phát Cuồng ghi lại trong cuốn Việt Nam Giáo sự với nguyên văn như sau: phần đông các sử gia cho những chuyện của giáo sĩ thuật lại là những chuyện hoang đường về kỹ thuật đánh bóng giáo hội La Mã và chính quyền đạo Việt tay sai của Vatican. Ngoài việc bịa đặt ra những chuyện tốt đẹp tưởng tượng, bọn văn nô gia tô còn sử dụng thủ đoạn nhập nhằng đánh lặn con đen và lộn sòng, nghĩa là để ké những nhân vật của giáo hội mà chúng muốn đánh bóng. Về kỹ thuật đánh bóng giáo hội La Mã và chính quyền đạo Việt tay sai của Vatican, ngoài việc bị đặt ra những chuyện tốt đẹp tưởng tượng, bọn văn nô gia tô còn sử dụng thủ đoạn nhập nhằng đánh lặn con đen và lộn sòng, nghĩa là để ké những nhân vật của giáo hội mà chúng muốn đánh bóng và chung tay với những vĩ nhân của nhân loại hay những vị đại anh hùng của dân tộc. Xin kể ra đây một số trường hợp. Trường hợp 1, năm 1986, nhóm văn nô gia tô biên soạn cuốn Anh hùng nước tôi. Trong tiếng năm 1986, trong cuốn gian thư này, họ gây ra khoảng 60 vị anh hùng dân tộc thực ra của đất nước từ thời Bà Trưng cho đến ngày nay. Trong cuốn gần cuối cuốn sách, họ cho sang thêm phản thần Tam Đại Việt Giang Gia Tô Ngô Đình Diệm vào trong đó, với ý đồ làm cho những người ít học hay không thấu hiểu lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại lầm tưởng rằng tên Tam Đại Việt Giang Gia Tô họ Ngô này thực sự là một nhà ái quốc. Trường hợp 2, năm 1998, tên Thino Gia Tô Bút Chì làm bài thơ Chất Thất Ngôn Bát Cú có tựa đề là Chướng Tai Gai Mắt, đăng trong tờ Góp Gió số 55 phát hành tại Seattle vào tháng 6 năm 1998 với nguyên văn như sau: Mác Lê Dâm Đứa Việt Lai Căng, sách báo gần đây chúng viết rằng Đại Đế Quang Trung là bọn cướp, Gia Môn Đình Diệm mấy người gian, Chướng Tai Cẩu Trệ Tru Văn Hóa, Gai Mắt Đười Ươi Bẹo Diễu Đàn, cái lũ bôi đen dòng lịch sử nghe qua ai chẳng giận bầm gan. Ngày 18 tháng 5 năm 1998, Úc Chì. Sự thật việc gọi là Đại Đế Quang Trung là bọn cướp là do các nhà quyền truyền giáo dạy dỗ tín đồ gia tô người Việt từ giữa thập niên 1780, thời điểm mà giám mục Bá Đa Tô cấu kết với Nguyễn Phúc Ánh và được trao cho việc dẫn Hoàng tử Cảnh sang Pháp vận động xin quân viện cho tên Việt Giang Cộng Rắn Cắn Gà Nhà. Nhà này để đánh bại nhà Tây Sơn. Lời dạy dỗ mất dạy này cũng được tên gia tô Nguyễn Gia Kiển ghi lại trong cuốn Tổ quốc ăn đăng với nguyên văn như sau: Nguyễn Huệ xuất thân là tướng cướp, nhờ liên hệ với quân thượng và quân gốc Chim Thành mà mạnh dần lên, rồi nhờ tài bùng binh dùng binh mà lên làm vua. Cũng nên biết ông gia tô Nguyễn Gia Kiển là em ruột tên Việt Giang gia tô Nguyễn Gia Hiến và cũng là lãnh tụ của lực lượng đoàn kết gồm toàn tín đồ gia tô ở Hồ Nai, Dốc Mơ, Gia Kiệm, Sớm Mới, Bình An, Bùi Môn, Bùi Phát, Tam Hiệp, Tam Hà, vân vân. Trong những năm 1964, năm 1966, tên Việt Giang gia tô Nguyễn Gia Hiến cùng với hai tên linh mục Việt Giang Hoàng Quỳnh và Mai Ngọc Khuê tổ chức những cuộc biểu tình của giáo dân chống lại chính quyền của Đại tướng Nguyễn Khánh trong những năm 1964, năm 1965 và đưa ra khẩu hiệu thà mất nước chứ không thà mất Chúa.
vào tháng 8 năm 1964. Giống như tên Gia Tô Nguyễn Gia Kiển, tên Thi Nô Gia Tô Bút Chì cũng dùng ngôn từ mất dạy trên đây của bọn truyền giáo để nặng óc viết ra bài thơ trên, với mục đích vừa bôi bẩn vua Quang Trung, vừa dùng thủ đoạn gian manh bằng cách sắp xếp tên Gia Tô phản thần Tam Đại Việt Giang Ngô Đình Diệm ngồi ngang hàng với vua Quang Trung, một vị đại anh hùng của dân tộc Việt Nam ta. Chuyện này đã được người viết trình bày khá đầy đủ ở trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư năm 1954, năm 1963 trong chương 21, nơi các trang 447, 449 ấn bản năm 1998 và nơi các trang 468, 472 ấn bản năm 2000. Trường hợp 3, mới đây năm 2004 trong bài viết lịch sử Việt Nam đăng trong Việt Nam Cộng Hòa.com, tác giả Phạm Quân Khanh cũng lộn xộn nhập nhằng để tên vua Hề Gia Tô Vô Liêm Sĩ Thành Thái và ngồi chung một chỗ với vua Duy Tân, được dân tộc Việt Nam kính trọng và tôn thờ là một nhà ái quốc thâm thúy. Để việc làm nhập nhằng này cũng không ngoài mục đích dựa vào uy tín và viễn tiếng tăm của vua Duy Tân để tô son điểm phấn cho tên vua Hề Gia Tô Thành Thái, con người đã có những hành động hèn hạ và vô liêm sĩ làm mất cả thể diện của dân tộc Việt Nam ta. Nhân tiện đây, người viết xin trích dẫn hai đoạn văn lịch sử nói về chuyện loạn luân của tên vua Hề Gia Tô vô liêm sĩ khốn nạn này. Hai đoạn văn này được trích ra từ sách Việt Sảo Việt Sử Khảo Luận với nguyên văn như sau: Hoàng tử Vĩnh Sang, vua Duy Tân chỉ được pháp cấp dưỡng một số tiền chết đói là 35.000 quan một năm. Bà vợ trẻ là Hoàng Quý Phi Mai Thị Vàng không chịu nổi cuộc sống xa quê cũng như khí hậu của đảo và cuộc đời nghèo khó, ngài xin cho vợ, mẹ và em gái, tức mẹ Cười, được hồi hương. 1984, trang 196. Sự thật khác, Hoàng Quý Phi bị chồng đuổi về nước năm 1917 vì tội loạn luân với cha chồng là vua Thành Thái, có bệnh bạo dâm, còn mẹ là em gái Vĩnh Sang chỉ hồi hương 3 năm sau. Vũ Ngự Chiêu, tập sang đường mối số 1 năm 1983, trang 1000. Nói bà bị hiếp dâm có lẽ đúng hơn. Về tư cách con người của tên vua Hề Gia Tô Thành Thái loạn luân này, chúng tôi đã trình bày khá đầy đủ trong chương 19 sách Thực chất của Giáo hội La Mã, quyển 2, Tacoma, tái xuất bản năm 1999. Trong đó có in bản chụp lá thư viết tay đề ngày 17 tháng 11 năm 1914 của ông ta gửi viên toàn quyền Đông Dương với nội dung năn nỉ xin được tha trở về xứ để làm một mà riêng như các ông riêng khác. Trong đó có những cụm từ mất thể diện quốc gia như bẩm lạy quan lớn, nay tôi xin dám kêu ngài này một lần nữa, trăm lạy quan lớn, xin quan lớn làm cái ơn mọi này, vân vân. Về kỹ thuật bóp méo sự thật hay xuyên tạc lịch sử, việc làm này thường xảy ra vào những khi gặp phải những sự kiện lịch sử nói lên bằng những bằng chứng về những việc làm bất chính, độc đoán, bạo ngược, đại gian, đại ác của giáo hội hay của bọn cán bộ tay sai của giáo hội. Gặp những trường hợp như vậy thì họ cố tình lờ đi, không nói tới. Nếu lờ đi không được, vạn bất đắc dĩ phải nói ra thì họ sẽ nói ra bằng một luận điệu xuyên tạc. Những trường hợp này được gọi là bóp méo sự thật hay xuyên tạc lịch sử. D. Sự gian dối của Vatican bị phơi bày. Thời đói, gian dối sinh ra gian dối, và sớm hay muộn thì mọi sự gian dối cũng lòi đuôi cho thiên hạ biết. Đây là quy luật về tâm lý và xã hội. Giáo hội La Mã dù đã tự phong là hội thánh duy nhất thánh thiện, tông giáo và tông truyền, và là hiền thê của Thiên Chúa hiện người, Thiên Chúa hiện người làm người, cũng không thoát ra khỏi quy luật này. Bằng chứng là những thủ đoạn gian dối bịp bợm trong những tín lý Kitô và trong những lời dạy của giáo hội La Mã, tự nó sẽ phơi bày ra trước mắt cho họ, cho mọi người để đều nhìn thấy. Chỉ có những tín đồ Gia Tô cuồng tín quá ngu dốt cho nên mới không nhìn thấy mà thôi. Phần trình bày dưới đây làm sáng tỏ vấn đề này. Bản chất của giáo hội La Mã là gian dối, nói láo, tự cao, tự đại, hoang hoang, khoác lác, bạo ngược,
độc ác và dã man. Cái bản chất ghê tởm này bắt nguồn từ trong Cựu Ước và đều được nói rõ trong sách Leviticus 26:1-18, 24:19-20, 26:1-43 và nhiều sách khác như sách Deuteronomy 19:21, Exodus 21:23-25, Dân số 25:3-5, 31:1-54, Phục Luật 6:14, 7:2.1 và 1 và 2 và 16, 12:2-3, 13:2.6-9, 18:2.4 và 20:2.14-16, 22:2.13-21 và 23, Xuất Hành 13:2.12, 20:2.11, 22:20. Dưới đây là những văn bản của những lời lẽ ghê tởm và đầy trích ra từ trong sách Leviticus. Các ngươi không được tạo ra những hình tượng nào để sùng bái cho chính các ngươi. Các ngươi không được khắc chạm một hình ảnh nào hay dựng lên một trụ cột thiêng liêng nào để nâng cao cho chính các ngươi. Ở trong cùng vùng các ngươi cư ngụ và các ngươi cũng không được dựng lên một hòn đá nào có khắc chạm để cúi đầu nghiêng mình trước nó, vì rằng ta là thượng đế của các ngươi. 20:2.14. Nhưng nếu các ngươi không nghe lời ta, không tuân hành những lời răn dạy này, 26:2.15, và nếu các ngươi khinh thường những quy luật của ta, hay nếu linh hồn của các ngươi khinh ghét những lời phán xét của ta, cho nên các ngươi không thực thi tất cả những lời văn răn dạy của ta và không tuân hành quy ước của ta. 26:2.15, và nếu các ngươi khinh thường những quy luật của ta, hay nếu linh hồn của các ngươi khinh ghét những lời phán xét của ta, cho nên các ngươi không thực thi tất cả những lời răn dạy của ta và không tuân hành quy ước của ta. 26:2.16, ta sẽ gây ra những tai họa dưới đây cho các ngươi. Ta sẽ đem lại cho các ngươi những gì khủng khiếp nhất, những bệnh tật tàn phá các ngươi, dịch sốt rét và hủy hoại những tròng mắt của các ngươi và nhiều cảnh đau buồn khác nữa. Những hạt giống mà các ngươi gieo xuống đất sẽ không nảy mầm được nữa, vì rằng kẻ thù của các ngươi sẽ ăn mất đi hết những hạt giống đó. 26:2.17, ta sẽ nhìn thẳng vào mặt các ngươi và các ngươi sẽ bị thảm hại trước kẻ thù. Những người nào thù ghét các ngươi sẽ đè đầu cưỡi cổ các ngươi và các ngươi sẽ không phải chạy trốn cả những khi không còn có người nào đuổi bắt các ngươi. 26:2.18, và sau khi chết, nếu các ngươi không nghe lời ta, ta sẽ trừng phạt các ngươi 7 lần hơn về tội lỗi của các ngươi. Với nội dung của những đoạn văn trên đây, không ai có thể chối cãi được lòng là ông Thượng Đế Jehovah này quả thật bạo ngược quá, hẹp hòi quá, hung dữ quá, và lại đưa ra thích trả thù một cách cực kỳ tàn bạo và hết sức dã man. Ấy thế mà giáo hội La Mã lại rêu rao một cách vô cùng trắng trợn rằng Chúa Jehovah sinh ra loài người, nghĩa là tất cả mọi người ở trên thế gian này đều là con của Chúa, rằng Chúa Cha Jehovah toàn trí, toàn thiện, toàn năng và có mặt ở khắp mọi nơi. Cựu Ước nói rằng Chúa Jehovah sinh ra tất cả loài người, thì tại sao giáo hội lại chỉ công nhận những tín đồ của giáo hội là con Chúa, còn những người ở ngoài giáo hội thì không phải là con của Chúa, gọi là những quân mọi rợ, những phường tà giáo hay những dân mọi rợ, những người ngoại đạo? Và tại sao giáo hội lại bảo rằng ngoài giáo hội không có cứu rỗi? Có một điều vô cùng ngạc nhiên là tất cả các tín đồ Gia Tô ngoan đạo, bất kể là người Việt hay người Âu Mỹ, đều tuyệt đối tin tưởng vào những tín lý Kitô, nhưng cũng như vào những lời dạy của giáo hội, mà không biết rằng những tín lý và những lời dạy này cực kỳ vô lý và đầy mâu thuẫn. Họ không hề nêu lên những thắc mắc như là giáo hội nói rằng ông Chúa Giê-hô-va toàn trí, thì tại sao ông Chúa này lại không dùng cái khả năng toàn trí của ông để đối phó với các ông thần khác, mà lại phải ra lệnh nghiêm cấm tín đồ bằng những lời lẽ bạo ngược, dã man, đầy tính cách khủng bố tinh thần như vậy, như đã nói trong sách Leviticus, để hù dọa những người nằm dưới ách thống trị của ông ta, đúng ra là dưới ách thống trị của giáo hội La Mã hay các chế độ đạo Việt Gia Tô, không được thờ bất kỳ ông thần nào. Giáo hội nói rằng Chúa Cha Jehovah toàn thiện,
Điều này hoàn toàn trái ngược với lời lẽ ác độc tàn ngược và dã man như đã nói trong sách Leviticus trên đây. Giáo hội nói rằng Chúa Cha Giê-hô-va toàn năng, thì tại sao Chúa lại không dùng quyền năng của Chúa để hủy diệt các thần linh khác? Nếu làm được như vậy thì trong vũ trụ này chỉ còn lại một mình ông ta là thần hay thượng đế mà thôi. Và đương nhiên là trong cõi nhân gian này không còn có một ông thần nào khác để cho những người bất hạnh phải nằm trong vòng kìm kẹp của ông ta đến đó để thờ cúng hay cầu khẩn, hay toàn diệt hoàn toàn bộ virus corona trong cả Âu Châu và nước Mỹ hay trên thế giới, để rồi những con chiên ngoan đạo khỏi phải chết vì virus corona. Giáo hội nói rằng Chúa Cha ở khắp mọi nơi, thì tại sao giáo hội lại đòi hỏi tín đồ phải đến nhà thờ tham dự buổi lễ dâng cúng tiền bạc cầu khẩn cho chính giáo hội làm chủ tế? Có phải làm như vậy là để cho giáo hội thu vơ tiền bạc dâng cúng không? Đó là những cái câu hỏi mà các con chiên ngoan đạo hãy tỉnh ngộ, và các cha linh mục đừng bao giờ lừa bịp họ nữa, vì họ ngày nay đã có thông tin và đã khôn ra rồi, không ngu dốt như những người ngày xưa như các ông. Hãy nên nhớ rằng những gì giấu lâu ngày sẽ bị lòi ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.